Chào các bạn, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn về cách tạo một cái table ở trên Kiwi. Thì như thế này chúng ta thấy đây là một cái table mà nhà sản xuất đã làm sẵn cho chúng ta như thế này. Thì mình sẽ cung cấp cái code này cho các bạn miễn phí. Các bạn có thể tải về và xem. Thì code này gần như là mình lấy của nhà sản xuất luôn. Vì lần này nhà sản xuất có sự thay đổi là họ viết thuần Python hơn so với những loại code khác, đó là họ viết thông qua file KV gì đó. Thì lần này họ nó viết thuần Python hơn. Thì đây mình đánh giá cũng tương đối. Tại vì cái này đóng vai trò là một cái table view thì đúng hơn. Giống như bên PyQt thì nó là một dạng table view, chứ nó chưa hẳn là một cái table widget như chúng ta. Tôi thấy là chúng ta không thể nhấp đúp vô để thay đổi những giá trị ở đây, mà những giá trị này nó chỉ đóng vai trò là sâu lên thôi. Đó, thì đây chúng ta thấy nó có 7 cái cột nè, 5 cái dòng và những dữ liệu như thế này. Thì làm sao để chúng ta đẩy lên những dữ liệu này lên trên cái 7 dữ liệu như thế này. Thì hôm nay mình sẽ lấy thuần code của nhà sản xuất luôn, mình sẽ không chỉnh sửa lại theo dạng code của mình. Thì mình thấy nó cũng khá là tương đồng. Ví dụ như cách build code ở đây là các bạn thấy đây là nơi chứa thư viện nè, đây là nơi chạy code chính nè, và cuối dòng nó là return lại cái màn hình. Chỗ này nó cái lần chạy như thế này. Thì code các bạn thường thấy mình hay code nó là cái dạng như thế này, tức là ở đây là thư viện, ở đây là dòng chạy code chính nè. Thì trong này nó sẽ có cái build, để chạy thì nó return là cái main window. Thì thay vì cái kia là return lại cái màn hình, thì đây nó return lại một class. Thì cái class này mình dùng để chạy code của mình. Ở bên dưới này thì nó chỉ thêm cái dòng này thôi. Cái dòng này thì nó có tác dụng là nó ngăn cản cái chuyện mà nếu có file nào điều khiển cái file này thì nó cũng chỉ chạy những cái nội tại bên trong này thôi, chứ nó không khởi chạy được cái này. Cái này thì chỉ được khởi chạy khi mà mình chạy chính trên cái file này thôi. Nó chỉ khác nhau chút chút như vậy, còn về mặt hình thức thì nó giống nhau. Còn cái dòng này nếu các bạn quan tâm thì có thể thêm dòng này vô để chúng ta điều chỉnh cái kích thước của màn hình theo ý muốn của chúng ta. Thì hôm nay mình chỉ đi phân tích code là chính thôi, mình sẽ không mod code của họ lại nữa. Rồi, thì đây mình thấy có một class là example nè. Thì trong cái class này á, thì mặc định của KivyMD đó là MD app, nó là mặc định của nhà sản xuất luôn. Thì đây chúng ta thấy build đây thì là nơi chạy code chính của chúng ta. Ở bên kia thì build, sau build sẽ là cái return về một cái class khác. Như đây là người ta lấy build người ta chạy luôn. Thì hai dòng này để chúng ta thay đổi màu sắc của cái giao diện đó. Đây là màu thêm, đây là màu của cái phông nền mà mấy cái thanh tiêu đề. Thì cái này tạm thời chúng ta quan tâm, chưa quan tâm, lát mình sẽ nói cái này sao. Thì đây mình thấy là cách code truyền thống của Python là lấy cái layout, lấy một cái biến đặt đại diện cho một cái thư viện, rồi sau đó chúng ta sẽ lấy cái biến ra chúng ta dùng. Thì cụ thể đây là layout là bằng cái anchor layout. Anchor layout là một cái nơi để chúng ta chứa những cái object nó giống như cái MD screen vậy đó. Thì bên dưới chúng ta có đặt thêm một cái biến thứ hai, đó là data table, thì bằng cái MD table. Cái MD table này là một cái table do KivyMD tạo ra để nó show lên dữ liệu dạng table. Về mặt hình thức thì nó tương tự với cái Q-table widgets bên PyQt, nhưng mà nó sẽ không chuyên nghiệp bằng cái đó. Tuy nhiên về mặt bố cục thì nhìn có vẻ nó đẹp hơn. Tuy nhiên nó tương tự như cái table view bên PyQt, đúng không? Tức là chúng ta chỉ cái view thôi chứ không có chỉnh sửa được. Thì nó sẽ bỏ hết những giá trị vào bên trong này. Thì chúng ta có size in. Size in này là kích thước của cái MD data table, kích thước của cái vật này, kích thước của table của chúng ta. Thì 0.9 và 0.6 là tương đương với cái chiều cao, và cái này là chiều rộng và chiều cao của cái table của chúng ta. Ví dụ ở đây thì cái chiều cao và chiều rộng này nè, thì do là mấy bữa là mình chạy cái code này, bữa mình chạy code này cho nên nó đã mặc định cái này vào trong thư viện gốc rồi, cho nên bây giờ chạy lên thì nó giống như thế này. Còn nếu như ai chưa từng chạy cái dòng lệnh đó thì nó sẽ to ra cái này, to ra cái như thế này. Thì nếu chúng ta muốn thay đổi là kích thước này thì chúng ta có thể dùng cái dòng lệnh đó để chúng ta thay đổi kích thước này đây các bạn. Còn cái kích thước này 0.9, 0.6 đây là kích thước của cái table này nè, theo cái màn hình chính. Cụ thể màn hình chính của chúng ta hiện nay là cái MD app. Thì kích thước 0.9 tức là nó chưa chiếm hết, nó còn một khúc đen nè hai bên. Còn 0.6 đây là nó chừa khúc đen rất là nhiều. Thì nếu chúng ta muốn nó full lên thì ta ví dụ thay đây 0.9 như này thì nó sẽ full lên. Đó, các bạn thấy là cái khung của nó đã full lên hết đây rồi ha. Đó là ý nghĩa của dòng lệnh đó. Tiếp theo là column. Column đây là người ta sẽ đặt tên cho những cái cột, và cụ thể hơn cái dòng lệnh này nó cũng tạo cột luôn. Thì đây cụ thể là người ta vừa đặt tên và vừa tạo cột nè. Thì đây người ta tạo 7 cái cột tương ứng với 7 cái tên này nè. Thì cái DP này á, là cái chiều rộng của cái cột đó. Ví dụ cột thứ nhất người ta cho rộng 20, cột thứ hai cho rộng 30, cột thứ ba người ta cho rộng 50. Thì cái chiều rộng này nó tương ứng với cái chữ này. Thì nếu chúng ta viết nhiều thì chúng ta cho nó rộng ra, viết ít chữ thì người ta hẹp lại đó. Còn cái này thì nó dùng để mà sắp xếp chữ theo một trật tự nào đó. Thì ví dụ cụ thể ở đây thì tác giả cho cái công thức sắp xếp như thế này. Đây chúng ta ghi y chang đâu, không phải sửa đâu. Thì theo mình đoán thì đây là sắp xếp theo dạng 1-3 chắc là từ ký tự thứ nhất tới ký tự thứ ba. Thường chúng ta thấy trong một cái list thì nó hay bắt đầu là 0. Nhưng mà trong trường hợp này có lẽ là 1 đây là ký tự này chứ không phải là 1 ở đây đâu. Đó, thì có thể là nó chọn ra ở cái cột thứ ba. Đây, cột thứ ba nè. Nó chỉ sắp xếp cột thứ ba thôi. Cột thứ ba là ví dụ trong một dòng đây. Nó lấy cột thứ ba rồi nó sắp xếp. Thì nó sắp xếp theo ký tự 1, 2, 3. Nó chỉ chọn ra 3 ký tự để sắp xếp thôi. Như vậy. Thì cái này nếu các bạn có điều kiện các bạn có thể test lại thử coi nó có đúng như vậy không. Thì đây người ta nhà sản xuất sẽ sắp xếp cột 3 và cái cột mấy, cột 3 và cái cột 7. Ở đây ta đặt số 2 nhưng mà không quan trọng đâu. Là sắp xếp cái cột 7. Cột 7 thì được sắp xếp theo cái dạng là từ đầu tới cuối, tức là nó có bao nhiêu giá trị là lấy hết là để sắp xếp. Còn này nó chỉ lấy chọn ra một khúc rồi nó sắp xếp thôi. Tác giả cố tình viết hai cái gì có lẽ là để nói lên cái điều đó. Đó, thì đây là vừa khai báo tên cột và cũng là khai báo cái số cột cho cái table này. Tiếp theo là dòng raw data. Raw data này là chúng ta sẽ nhập dữ liệu vô bên trong từng dòng. Thì chúng ta muốn bao nhiêu dòng thì chúng ta đẩy giá trị vô tương ứng, cách nhau bằng cái dấu ngoặc này. Dấu ngoặc thứ nhất là cho dòng thứ nhất phải cái, dấu ngoặc thứ hai cho cái dòng thứ hai. Thì chúng ta đã khai báo là 1 2 3 4 5 6 7, 7 cột thì chúng ta phải nhập vào đó 7 dòng dữ liệu. 1 2 3 4 5 6 7 dòng dữ liệu. Thì nếu chúng ta muốn khuyết dữ liệu nào, bây giờ chạy lên nè, 7 dòng dữ liệu trước đã. 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4. Mấy ngày yếu nè, chạy hay lắc. 1 2 3 4 5 6, 7 dòng dữ liệu. Nếu chúng ta muốn khuyết một cái dữ liệu nào đó thì chúng ta chơi theo dạng này. Ví dụ chỗ này đây. Đó. Thì 1 2 3 4 khuyết cái số 4 đúng không? 1 2 3 4, cái số 4 bị khuyết dữ liệu nè. Đó. Chúng ta sẽ chơi theo cái trò này. Rồi, đây là một cách nữa, đó là giờ thay vì mình phải ghi dữ liệu trên này thì bây giờ mình muốn là mình lấy dữ liệu hoài mình dục vô thì sao? Thì giả sử mình có một cái A bằng 1. 1 đây là dạng ký tự các bạn, dạng str. Thì mình muốn nhập số 1 này vô trong cái vị trí này thì mình chèn A vô đây thì nó vẫn hiểu. Còn nếu chúng ta ghi thẳng số 1 theo dạng này thì nó cũng được, nhưng mà cái dạng này thì có lẽ mình dùng nhiều hơn. Tiếp theo là chúng ta thấy ở trong cái cột số 2 người ta chèn rất là nhiều thứ. Người ta chèn nè, vừa biểu tượng vừa chữ. Đây là màu sắc của biểu tượng. Thì mỗi một cái là cách nhau bằng dấu phẩy. Thì dòng của nằm trong cái cột thứ nhất á, thì nó ở đây cách cái dòng nằm trong cột thứ hai bằng cái dấu phẩy này, tương tự cách nhau bằng dấu phẩy. Thì chúng ta muốn gom hết cái đám này vô trong một cell một thì ta thấy là nó bỏ vào trong cái ngoặc cái này. Với alert là dạng biểu tượng báo động. Thì đây là màu sắc, cái màu của cái biểu tượng đó. Đây là dạng màu R, G, B và A. Thì RGB chúng ta thường thấy ở bên PyQt là người ta sẽ đặt là số bao nhiêu đó mà nhỏ hơn 255 đúng không? Thì ở đây thì người ta quy định hơi khác một xíu, đó là thay vì ghi 255 á, đây sẽ lên tới 256 vậy đó. 256 rồi. Thường là 255 thôi. Thôi kệ, nó không lỗi thôi. Thì chúng ta thấy màu cơ bản thường nó là 255. thì một ở đây á, nếu như một đây thì thường chúng ta là 255 chia 255, nhưng mà đây nó chia tới 256 thì chúng ta ví dụ là 256 chia 256 đó là 1, thì màu này là màu R là màu đỏ, G là màu xanh, RGB, B là blue đúng không? Blue là màu xanh da trời, thì đây là nó giảm cái màu G lại, tức là màu xanh lá cây á, giảm xuống. Thì chúng ta có thể nhập cái số là 0, mấy vô đây bằng cách là lấy 165 chia 256 rồi, ngoài như chúng ta nhập 0, mấy vô đây cũng được. Còn số 1 ở đây á, là biểu thị là độ mờ của màu là tối đa, tức là rõ nét hoàn toàn. Còn nếu chúng ta muốn cho cái màu nó mờ đi thì chúng ta giảm xuống là 0, mấy cho tới lúc là không cho nó hiển thị luôn là bằng 0. Thì đó là cái giải thích về màu ở đây. Còn cái no signal này là chỉ là cái chữ viết thôi. Đó, no signal chỉ là chữ viết thôi. Cái kia là cái tự là và màu sắc của cái biểu tượng và màu sắc của biểu tượng. Chúng ta có thể kiếm những cái biểu tượng nào mà chúng ta thích bằng cách lấy cái file icon của KivyMD về, chúng ta chạy lên. Giờ chúng ta search cái biểu tượng nào đó chúng ta thích, chúng ta copy cái tên nó bỏ vào đó cũng được. Rồi. Tiếp theo là cái này cũng chỉ là một cái test bình thường thôi. Cell ở cột 1 đó. Thì A là số 1 đây, plus với cái này là cái này, tiếp theo là cái này đó, tiếp theo là chữ medium nè đó, cứ cách nhau thì nó bỏ mấy này giống như cái test thì bình thường đó, nó chỉ là test bình thường thôi. Nhưng mà mình lưu ý là ví dụ như là ở dòng số 2 đi, mà mình cho nó khuyết một giá trị như thế này thì nó sẽ làm rối luôn cái bảng đó luôn. Đó, các bạn thấy nó là out of brand đúng không? Tức là nó bị rối, nó sai luôn cái bảng luôn. Thì nếu chúng ta muốn khuyết giá trị nào thì chúng ta chơi bằng cách chúng ta xóa cái chữ đó đi để là cái hai chấm thôi thì nó không bị lỗi. Đó, để gì thì nó không lỗi. Rồi, mấy cái này thì tương tự. Thì xuống đây thì chúng ta có cái layout chính bằng cái anchor layout nè. Thì cái layout này nó sẽ nhét cái thằng data table vô. Data table này thì chúng ta đang làm, nó sẽ bỏ cái data table đó vô bên trong layout rồi nó return cái layout đó, trả về lại cho thằng build này. Thì thằng build này là thằng con bên trong cái MD app này để chạy lên cái giao diện của chúng ta. Và cuối cùng là cái lần chạy. Đó, thì code của cái table là như vậy. Rồi nếu các bạn nào quan tâm thì mình sẽ mở rộng hơn về những kiến thức trong cái table này. Còn bài học hôm nay thì chỉ đến đây thôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi ha.